Thưa quý vị, có một ca sĩ đã chinh phục người nghe không bằng sự hào nhoáng trên sân khấu, không bằng những vụ ồn ào đình đám mà bằng chính giọng hát trong veo, cao vút và dạt dào cảm xúc. Những bản tình ca bay bổng lãng mạn như là xe đạp, mưa, phía cuối con đường, thành thị hay giấc mơ trưa đã gây nên cơn sốt trong cộng đồng mạng. Đến đây thì hẳn nhiều khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ đã có thể đoán ra được chúng tôi đang nhắc đến ai. Đó chính là ca sĩ Thùy Chi, khách mời của chương trình Cuộc Sống Thường Ngày hôm nay. Nổi danh từ những ca khúc trên mạng, Thùy Chi được đánh giá là một hiện tượng đặc biệt trong làng giải trí. Và đặc biệt hơn nữa là Thùy Chi không lựa chọn con đường biểu diễn trên sân khấu để lập nghiệp. Cô lại tập trung theo đuổi việc giảng dạy âm nhạc cho các em thiếu nhi. Mới đây nhất thì dàn hợp xướng Soul Art do Đặng Châu Anh, khán giả quen thuộc của chương trình Doremi sáng lập và là chủ nhiệm nghệ thuật, và Thùy Chi tham gia với vai trò chỉ huy, đã xuất sắc đoạt giải vàng của bảng thi âm nhạc dân gian và giải công chúng yêu thích nhất tại hội thi hợp xướng quốc tế Johannes Brahms tại Đức. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với Thùy Chi trong chương trình Cuộc Sống Thường Ngày. Cảm ơn Thùy Chi đã tới tham gia chương trình. Thùy Chi này, ngay sau khi nhận được tin là đoàn hợp xướng của Việt Nam Soul Art đã được vinh danh, thì bọn chị đã liên hệ với cả chị Đặng Châu Anh để mời Thùy Chi tham gia chương trình Cuộc Sống Thường Ngày. Nhưng mà lúc đó thì được chị Châu Anh cho biết rằng là Thùy Chi bị ốm và đã mất giọng hoàn toàn. Em có thể nói là cái lý do tại sao mà em gặp cái trường hợp như vậy không? Do em dồn quá nhiều sức vào công việc. Đầu tiên cho phép Thùy Chi gửi lời chào tới tất cả khán giả. Chào chị Thanh Hoa. Có lẽ là đáng nghĩa là Thùy Chi có lẽ là được chia sẻ, sẽ được chia sẻ nhiều hơn và sớm hơn, nhưng bởi vì là sau cái chuyến đi Đức vừa rồi cùng với hợp xướng Sonat thì chị đã bị ốm và mất giọng và phải ngừng nói mất 2 tuần, cho đến tuần này thì mới nói ra được tiếng. Thì có lẽ là do thời tiết trước khi đi, và Hà Nội cũng mưa nắng rất thất thường, và cái thứ hai đó là cái lượng công việc trong cái thời gian vừa rồi để dồn cho cuộc thi thì cũng rất là nhiều. Cái việc mất tiếng đối với một ca sĩ thì đúng là một cái việc mà rất là khó khăn. Vậy thì tình hình của em như thế nào rồi, đã ổn hơn chưa? Bây giờ em cũng cảm thấy ổn hơn rồi ạ. Chị muốn hỏi một chút, trước tiên là cũng phải chúc mừng Thùy Chi và dàn hợp xướng đã đạt được cái giải cao quý như vậy. Em có thể chia sẻ những cái cảm xúc của đoàn, của các em thiếu nhi tham gia và các phụ huynh tham gia cái chương trình đó không? Trong mỗi một cái kỳ thi hợp xướng thì tất cả phụ huynh này, các cô giáo hay các con đều dồn rất là nhiều công sức và thời gian cho mỗi chương trình luyện tập. Và dù là mọi người luôn nói với nhau rằng là có được giải hay không hay là giải như thế nào, thì mọi người vẫn sẽ luôn luôn có một tinh thần lạc quan và hát hết mình, diễn hết mình. Và mỗi một phụ huynh đi theo thì như là khi mà con lên sân khấu ấy, thì các phụ huynh còn run hơn và còn cảm thấy là mình hồi hộp hơn các con ấy. Thì chị cảm thấy điều đấy rất là vui và rất là mừng là chúng ta đã đạt được cái giải cao, và nhất là cái danh hiệu mà được công chúng yêu thích nhất là một cái danh hiệu rất là thú vị. Việc Thùy Chi tham gia dàn hợp xướng Soul Art và làm việc với các em thiếu nhi thì cũng là một điều mà khiến nhiều người mến mộ Thùy Chi bất ngờ. Trước khi trò chuyện với Chi thì chúng ta cùng theo dõi một clip ngắn về cô với vai trò là cô giáo dạy nhạc cho các em nhỏ. Những hình ảnh của dàn hợp xướng Sonat tại Đức. Dàn nhạc đã chinh phục ban giám khảo và khán giả quốc tế với liên khúc dân ca Ba Miền. Vai trò của Thùy Chi không phải là ca sĩ mà là giáo viên hướng dẫn cho các thành viên trong đoàn. Trở về sau cuộc thi, hàng ngày cô gái 23 tuổi vẫn đều đặn lên lớp để dạy cho các em thiếu nhi ở trung tâm nghệ thuật Sonat. Ngay sau khi tốt nghiệp, ngoài thời gian đi hát, Thùy Chi theo đuổi ước mơ trở thành cô giáo, và cho đến nay đã có 4 năm gắn bó với công việc giảng dạy cho các học viên nhỏ tuổi. Tiếp xúc với các em nhỏ, có khi mới lên 3, lên 4, việc trao đổi và truyền thụ kiến thức, đảm bảo cho các em hiểu và nắm được bài không phải việc đơn giản. Chị cũng như là rất là nhiều người là băn khoăn là tại sao mà sau khi nổi danh với những cái ca khúc trên mạng được rất nhiều người ưa thích thì Thùy Chi lại không chọn con đường biểu diễn trên sân khấu mà lại chọn cái cách là tập trung vào việc giảng dạy cho các em ở Soul Art và rồi cả Doremi nữa. Thực ra nếu mà với những khán giả mà vẫn còn rất là yêu mến và theo dõi thì có lẽ sẽ vẫn biết là cái con đường của Chi trên cái việc biểu diễn các sân khấu thì vẫn có, nhưng mà nó không được thường xuyên và không được nhiều như là các anh chị ca sĩ thôi. Còn với quan điểm của Chi thì Chi nghĩ rằng là cái việc làm giáo viên ở Sonat và kể cả làm giáo viên ở bất cứ đâu là một cái trải nghiệm rất là hay, và rõ ràng là Chi ngoài việc Chi dạy là Chi đã đồng thời Chi được học.
Và việc học thì chị nghĩ rằng là sẽ học cả đời để cho mình có một cái hành trang trong cuộc sống, để mình ngoài cái việc dạy học ấy thì mình vẫn có thể biểu diễn được được trong các sân khấu. Thì chị nghĩ rằng là đấy chỉ là một cái thời gian tạm ngừng thôi, chứ không phải là ngừng hoạt động ở sân khấu biểu diễn. Bên cạnh cái câu hỏi đó thì còn cái chuyện là tại sao mà Thùy Chi lại chọn hợp xướng? Thực ra chị nghĩ rằng là mô hình hợp xướng là một mô hình cũng không phải là mới ở Việt Nam, và nó đã là một mô hình phổ biến rất là lâu và rất là rộng rãi ở thế giới rồi. Thì bản thân Chi khi tham gia các chương trình hợp xướng hay là được trực tiếp làm việc với cô Đặng Châu Anh cùng với các giáo viên ở Sonat thì cảm thấy được học hỏi rất là nhiều và mang lại cho mình rất là nhiều những cái kiến thức về cuộc sống, sự chia sẻ, rồi thông cảm, rồi lắng nghe nhau, rồi là làm việc tập thể. Chi thấy rất là hay. Chi năm nay vẫn còn rất trẻ, mới 23 tuổi, nhưng mà em đã có 4 năm dạy piano, và như em vừa chia sẻ là có cả cái thời gian dạy các em nhỏ nữa. Vậy thì chị có từng nghe một cái câu chuyện là Chi có một cái kỷ niệm về một cái cậu bé mà cả tháng không nói chuyện với giáo viên, em có thể chia sẻ với cả khán giả khi mà dạy cậu bé đó không? Thực ra là cô bé ạ. Ở Sonat thì có rất là nhiều các bạn nhỏ 5-6 tuổi, thì các bạn ý thường là rất là ngại ngại và thường không có muốn giao tiếp với nhiều người. Có thể là vì các bạn ý bố mẹ thì đi làm rất là nhiều, và các bạn ấy thì là mẫu giáo, rồi là đi về thì chỉ giao lưu nghệ thuật ở Sonat thôi. Thì có một bạn đấy thì là bạn ý 5 tuổi ạ, và bạn ấy học cái lớp đơn ca của em. Và bạn ấy trong 3 tuần đầu thì bạn ấy không có nói một câu nào cả, và bạn ấy cứ ngồi ở trong một cái bàn ở lớp, mà kệ các chị, mà kệ cô muốn hát gì, muốn nói gì, nhưng bạn ấy vẫn ngồi như vậy, bạn không nói. Nhưng mà sau thì em nghĩ rằng đấy là cũng là một cái bạn nhỏ này, bạn ấy, em nghĩ là bạn ấy rất là thông minh. Qua cái cách bạn ấy nhìn, bạn ấy nghe giảng, và đến tuần thứ tư thì em nghĩ rằng là tất cả những cái điều mà em chuyển tải cho các bạn, các chị thì em vẫn có thể nhớ được. Chỉ có điều là em không muốn, em không cởi mở, em không nói ra thôi. Và qua 3 tuần thì em cũng cố gắng kiên trì và tiếp cận với bạn ấy, thì thời gian sau thì bạn nói rất nhiều và bạn rất là cởi mở với mọi người. Thì em thấy đấy là một điều cảm thấy bản thân mình cảm thấy là mình cũng được trải nghiệm rất hay về các bạn nhỏ. Công việc một giáo viên dạy các em nhỏ nó mang tới, chị nghĩ là nó sẽ mang đến cho em rất là nhiều điều, và nó giúp em có tăng thêm nhiều những cái cảm nhận để em có thể truyền tải trong các ca khúc của mình sau này. Chị vẫn biết là Thùy Chi là một người mà rất ít muốn chia sẻ về bản thân mình, và lại rất là đam mê khi nói về công việc hay là nói về các em nhỏ. Tuy nhiên là chị vẫn tò mò muốn biết là những cái dự định âm nhạc sắp tới của Thùy Chi là như thế nào, em có thể chia sẻ một chút với khán giả chương trình không? Về dự định âm nhạc thì có lẽ em có rất là nhiều, nhưng mà bởi vì là về việc học này, rồi vì sức khỏe này, rồi là công việc dạy thì có lẽ là nó không được liền mạch. Nhưng mà bây giờ thì đã gác cái việc học lại rồi và lại được có nhiều thời gian hơn, thì có lẽ em sẽ có một vài dự án với cả một số nhạc sĩ để có thể là mình sẽ hát lại những cái bài hát cũ, hoặc là mình có một cái dự án mới cùng với cả một số ca sĩ trẻ đã từng tham gia cùng em để có những sản phẩm nhạc mới để gửi tới khán giả. Trong cái lúc mà ngồi chờ những cái để khán giả xem những cái clip thì chị thấy là Thùy Chi có ho rất là nhiều. Đề nghị em một cái điều là hát trong một cái tình huống như thế này thì cũng hơi quá, nhưng mà quả thật là chị nghĩ rằng là rất là nhiều khán giả của chương trình Cuộc Sống Từng Ngày muốn được nghe lại giọng của Thùy Chi, và cũng chẳng mấy khi có thể mời Chi đến chương trình. Thì Chi có thể hát một cái đoạn bài hát nào đó để gửi tặng khán giả Cuộc Sống Từng Ngày hôm nay hay không? Rất là sẵn sàng, và em cũng rất là cảm thấy rất là vui khi mà được mời tham gia chương trình này, để có một cơ hội để mình có thể chia sẻ lại cảm xúc trong chuyến đi vừa rồi. Và có lẽ bây giờ sẽ là một đoạn đầu tiên của bản hợp xướng mà nhạc sĩ Hoàng Lương đã viết cho dàn nhạc Thính Phòng ở bên thành phố Venigelder để hát cùng với cả biểu diễn cùng với dàn hợp xướng Sonat. Đây là đoạn đầu trong chương 3 của bản hợp xướng Năm Giọt Nước. Có lẽ là lấy giọng ạ. Tắm mát nhà trang nên thơ, biển nhà trang ơi quê tôi thật đẹp, biển xanh mang ơn sâu, những dòng sông mang về nước mát. Tôi nhớ Cửu Long, nơi đó quê tôi. Rất là cảm ơn.
Thùy Chi. Chắc hẳn là cũng không nhiều, chưa có nhiều khán giả được lắng nghe Thùy Chi ở cái phần hát hợp xướng. Và hôm nay là em đã rất là cố gắng, chị biết là với cái giọng của em là em cũng đã rất là cố gắng để có thể gửi tới khán giả chương trình những cái cảm xúc mà em đã có được trong cái cuộc cái liên hoan hợp xướng vừa rồi. Rất là cảm ơn Thùy Chi đã tới tham gia chương trình Cuộc Sống Thường Ngày, và chúc em có thành công trong những cái dự định của mình, có thêm nhiều học trò giỏi và mang tới cho khán giả nhiều những cái ca khúc hơn nữa để cho những cái người mến mộ em trong những suốt thời gian vừa qua. Rất là cảm ơn em. Và thưa quý vị, trước khi chuyển sang phần tiếp theo của chương trình thì nhân không khí rất lắng đọng này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của Thùy Chi trong một ca khúc đã đem lại rất là nhiều thành công cho cô, ca khúc Thành Thị. Lại đến tháng tư mưa dầm, tìm mẹ trên phố xưa gánh hàng rong, nơi tuổi thơ nghèo. Về lại con phố ấy có người thương, tìm người em gái xa xôi ngày nào. Thành thị loang khói bay ngỡ man xưa,